Xin chào tất cả các anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để những thông báo mới nhất về các video bên em. Thì như những cục đẩy trước mắt anh em đang xem, đó là cục đẩy LA650 với công suất chuẩn đó là 600W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và sản phẩm này nó là hàng chính hãng của lưới Cagotic và đều được bảo hành điện tử. Anh em có thể quét cái mã phủ đấy ra, anh em nhắn tin và check bảo hành anh em nhé. Hàng chính hãng lưới Cagotic nên anh em sẽ được bảo hành điện tử. Lưu ý với anh em, công suất 600W trên một kênh là công suất chuẩn ở chế độ 8 ohm. Với những cục đẩy này thì bên em đã mở nội thất cho anh em xem rất nhiều rồi. Mở nội thất rồi phân tích xem mên mạch bên trong rất nhiều rồi. Thì anh em hôm nay cùng nghe cái chất âm của nó đánh ra nó sẽ hay như thế nào, sáng sạch sẽ như thế nào anh em nhá. Thì về kết nối thì anh em có thể nhìn thấy tất cả kết nối từ nhạc vào sẽ từ máy tính vào đầu input và đầu out này ra, sẽ là đầu jack Neutrik và em sẽ đấu ra những đôi loa full anh em nhá. Đôi loa full bass 30 lấy Cagotic KT12 bass 30 anh em nhá. Thì với 600W này thì anh em có thể chơi được một cặp bass 30 và một cặp bass 25, hoặc anh em có thể đánh được một cặp bass 40 từ 220 côn 100 anh em nhá. Tất cả đều là hàng mới và nguyên thùng xốp. Em sẽ thử cho anh em nghe cái tiếng sạch sẽ của nó như thế nào. Hiện tại em sẽ thử cho anh em một kênh một. Anh em cùng đeo tai nghe và anh em nhá. Với những đôi lấy KT12 sử dụng bass 30 sơn dần cát anh em nhá. Anh em có thể nghe thấy tiếng nó rất là sạch sẽ đúng không ạ? Đẩy này thì sẽ có LA650 và LA850. LA850 thì công suất nó sẽ cao hơn, đó là 800W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và sò thì cũng giới thiệu lại tới tất cả anh em, con LA650 chạy 20 sò NGVK và có 2 vị xử lý cho 2 kênh riêng biệt. Nguồn thì nó sẽ là 3 nguồn đồng và size sẽ là size rất ngắn anh em nhé. Size của nó chỉ 38cm thôi, anh em có thể nhìn thấy chưa đầy 2 găng tay anh em nhé. 38cm thì anh em có thể đút vừa tủ vừa kệ của anh em, rất là thoải mái. Vừa tủ vừa kệ mà không phải cắt tủ cắt kệ như các cục đẩy dài anh em nhé. Tiếng đánh thì sạch sẽ. Sử dụng tất cả các chiếc đáp, đó là chiếc đáp bi. Với độ bền bỉ và tất cả sử dụng đó là linh kiện chính hãng nên anh em yên tâm trong quá trình sử dụng anh em nhé. Một mẫu cục đẩy khá là chất lượng và khá là vừa túi tiền với tất cả anh em, giá chỉ 4.300.000 đồng, giá trên lấy tại cửa hàng và chưa gồm phí ship. Sử dụng đó là công tắc nguồn mặt đằng trước, logo thương hiệu lấy Cagotic và mã sản phẩm LA650. Những dòng cục đẩy này chạy mạch class 2H, quạt chạy sẽ rất êm và chạy rất là mát máy tới tất cả anh em, rất là mát máy. Với những phòng diện tích nhỏ tầm khoảng 20-30m² mà anh em sử dụng những cặp loa bass 30 từ 170 coi 76 thì anh em có thể đánh vô tư thoải mái được 2 cặp anh em nhé. 2 cặp 30 từ 170 coi 76 rất dư giả công suất cho anh em. Và tất cả sẽ là bao đánh căng chuẩn chỉ tới tất cả anh em, tiếng sáng sạch sẽ, không bị vỡ tiếng anh em nhé. Với những cục đẩy thiếu công suất thì đánh nó sẽ bị vỡ tiếng, tiếng bát nó không được tròn, tiếng chép nó không được tí tách anh em nhé. Nhưng đối với dòng cục đẩy này, hàng chính hãng nên anh em yên tâm về chất lượng. Mọi thông tin nhu cầu mua hàng, anh em liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em muốn xem nội thất
cái nội thất bên trong này, bên mạch, thì anh em hãy gõ LA650 Xuân Tuấn Audio. Ra rất nhiều các video cho tất cả anh em để anh em tham khảo. Những sản phẩm này độ bền bỉ của nó rất cao, bảo hành cho anh em 12 tháng và đi vào rất nhiều các phòng karaoke gia đình cho anh em rồi. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ anh em nhé. Chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ.